Hai mọi người ha, thì hôm nay Kim Nước sẽ quay và báo giá cho cả nhà về giá xin mới nhất của dòng xe AB125 phân khối và AB160 phân khối ha, về phiên bản màu zin. Thì hôm bữa có đăng lên cho cả nhà về vài màu xong AD á, thì cũng nhiều anh chị em nhắn tin riêng bảo là quay về màu zin đi, tại vì bây giờ cũng nhiều anh chị em đang ưng chuộng về những màu zin và mức giá thì nó cũng sẽ rẻ hơn so với màu sơn là 2 triệu nữa. Và ngoài ra thì khi mua xe có đặt lịch hoặc là liên hệ trước, Lý còn hỗ trợ ngay 2 triệu đồng một xe đi lại, cũng như là một combo quà tặng trị giá 3 triệu đồng, áp dụng duy nhất khi liên hệ qua Zalo cho Luyến là 0346 552 628 nha. Nhắn tin cũng như là gọi điện đặt lịch trước là Luyến hỗ trợ ưu đãi nhất nha. Thì về dòng AB125 như cả nhà cũng đã biết thì cũng có 3 màu zin nha. Là em xem màu xanh bóng này, màu đỏ bóng và màu đen nhám là 3 màu phiên bản màu zin của dòng xe AB125 phân khối ha. Mức giá hiện tại thì đang hỗ trợ chỉ có 40 triệu 900 đến 42 triệu 900 từ phiên bản nha. Trả trước cho Luyến chỉ cần là 4 triệu là sở hữu xe rồi. Liên hệ trước cho Luyến sẽ được giảm ngay 2 triệu đồng xe đi lại nha. Ngoài ra thì có hỗ trợ là trả trước chỉ cần là 4 triệu thôi. Các bạn thấy không? Như phiên bản màu xanh này thì là kết hợp giữa màu xanh và màu đen ha. Tem là tem 2023 này. Nhìn rất là đẹp mắt luôn. Màu này thì Luyến nghĩ là về phiên bản màu zin của AB thì nó phù hợp cho mọi độ tuổi cũng như là mọi đối tượng luôn cả nhà. Kể cả từ 18 đến 60 tuổi gì đó chạy cũng rất là phù hợp luôn, thấy cũng đối với hai màu sắc tiêu chuẩn của dòng AB125 thì rất vô cùng là thuần luôn, cũng như là phù hợp mọi mọi độ tuổi cũng là mọi đối tượng luôn ha. Như màu đỏ này thì nó sẽ rất là bền màu luôn. Đây. Màu sắc cũng như là phiên bản của dòng xe. Nhưng mà 125 thì nó là phiên bản CBS nha. Thắng của nó thì chỉ có duy nhất thắng CBS thôi. Đối với dòng 160 thì nó có ABS nha cả nhà. Mức giá của 160 thì hiện tại đây thì em đây em xem màu xanh bóng này. Có mức giá chỉ từ là 54.900 đến 56.900 từ phiên bản nha. Trả trước cho Luyến chỉ cần là 8 triệu là sở hữu xe rồi. 125 thì 4 triệu, 160 thì 8 triệu thôi. Thì còn chần chừ gì, nhanh tay liên hệ ngay cho Luyến ha. Đối với dòng AB160 thì nó cũng có các màu là màu xanh bóng này, màu đỏ bóng, màu đỏ đen bóng này, màu xanh nhám. Đó là 4 màu zin của dòng xe AB125 phân khối nha. Trả trước chỉ cần là 8 triệu là sở hữu xe rồi. Ví dụ như anh chị em mà muốn sơn lên hoặc độ lên như thế nào thì Luyến vẫn có hỗ trợ là sơn độ màu theo của khách hàng nha. Cũng như là có hỗ trợ là ship xe về tận nhà luôn. Ở xa mà không ghé được cửa hàng thì có alo liền qua Zalo cho Luyến để hỗ trợ ship về tận nhà. Cũng như là hỗ trợ là sang xe đi lại, còn rất nhiều phần quà chương trình ưu đãi trong tháng 3, tháng 4 này nha.